Howard Roark là nhân vật trung tâm của tác phẩm, được khắc họa với tính cách độc lập, ý chí với cái tôi siêu cao. Roark là một người có tài năng thiết kế, anh theo phong cách kiến trúc hiện đại, thứ mà xã hội lúc bấy giờ không có nhu cầu. Chính bởi vậy nên sự nghiệp ban đầu của Roark gặp vô vàn khó khăn. Roark luôn phải sống trong cảnh nợ nần và sự ghét bỏ của người khác. Nếu ai đó có nói, theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn, thì mình thấy rằng trong chuyện này, khi Roark theo đuổi đam mê, thì nợ nần sẽ đến với anh. Có những lúc, Roark nghèo đến nỗi khất nợ tiền phòng trọ những mấy tháng liền, thậm chí còn không có đủ tiền thanh toán hóa đơn điện thoại. Nhưng phải nói thật là Roark rất cứng đầu. Nếu anh chịu ra ngoài làm cho mấy công ty mà anh chỉ cần vẽ theo ý người ta thôi, thì anh đã đủ giàu rồi. Nhưng anh nhất định không chịu. Và đối với Roark, nếu chạy theo xã hội mà không làm những gì bản thân thực sự mong muốn, tức là anh đang bán rẻ bản thân, làm nô lệ cho xã hội. Khi Francon bảo Roark thiết kế theo ý muốn của ông, dù biết là nếu từ chối, Roark sẽ bị đuổi việc, nhưng Roark cũng chẳng sợ. Đã thế, anh còn khư khư giữ cái nguyên tắc làm việc của mình đối với khách hàng, hoặc là thuê anh thiết kế, với mọi thứ theo ý muốn của anh, đừng can thiệp vào, hoặc là đừng thuê gì anh cả. Mà hầu hết công việc của Roark làm đều là một mình, bởi Roark theo chủ nghĩa cá nhân, có niềm tin tuyệt đối rằng chỉ có cá nhân mới làm tốt nhất công việc của họ, chứ tập thể cùng nhau làm thì chỉ có phá nó thôi. Điều này làm mình nhớ tới cuốn Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon, với ý tưởng đại khái là đám nào càng đông, đám ấy càng ngu. Nhưng nếu nói về việc khách hàng thuê Roark thì tại sao họ không thể làm theo ý thích của họ mà phải làm theo ý thích của Roark? Rõ ràng họ trả tiền cơ mà. Thực ra thì Roark cũng không tuyệt đối quá đến mức như vậy. Chẳng hạn khi xây một tòa nhà thì anh vẫn thảo luận với khách hàng xem là họ định xây thứ gì, quy mô ra sao, khả năng tài chính như thế nào, Roark sẽ đáp ứng những yêu cầu đó. Còn việc sáng tạo nó như thế nào thì Roark cho rằng đó là việc của kiến trúc sư, chứ khách hàng không có phận sự can thiệp. Roark cho rằng những người không có chuyên môn thì rất khó có thể hiểu được cái đẹp của người sáng tạo. Chính người sáng tạo sẽ phải tiên phong tạo ra vẻ đẹp, sau rồi hướng dẫn họ làm sao để thưởng thức cái vẻ đẹp ấy. Và anh cho rằng số tiền khách hàng trả anh xứng đáng với số tiền sau này anh sẽ mang lại cho họ, không chỉ giá trị về vật chất mà còn cả giá trị nghệ thuật. Nhưng điều này lại làm mình cảm thấy mâu thuẫn ở chỗ, cái đẹp thì mỗi người mỗi cảm nhận. Có thể Roark thấy cái này là nghệ thuật, nhưng người khác lại không coi đó là nghệ thuật. Bởi làm sao có một khuôn thức chung cho nghệ thuật được. Với cả, khách hàng họ là người bỏ tiền ra, họ cũng có quyền từ chối cái nghệ thuật mà họ không cần ấy. Nhưng thực ra thì Roark cũng chả quan tâm cảm nhận từ ý kiến của khách hàng hay của công chúng cả. Bằng chứng là sau khi anh hoàn thiện sản phẩm, bị công chúng phản đối dữ dội, anh vẫn tỏ vẻ mần thinh như chả có chuyện gì cả, giống như kiểu chó cứ sủa, người cứ đi vậy. Cũng phải nói là ngoài sự đen đủi đủ đường thì Roark cũng gặp một số điều may mắn, như là có người đã biết đến anh và sử dụng tài năng thiết kế của anh để xây một số tòa nhà. Nếu giả sử trong xã hội không ai biết đến Roark thì có lẽ đến cuối chuyện mình nghĩ rằng Roark vẫn đang phải mải mê kiếm tiền để trả cái hóa đơn điện thoại, hay còn đang phải còng lưng đập đá ở Connecticut thôi. Nhưng điều này cũng làm mình hiểu ra một điều, đó là nếu có tài năng không cần quảng cáo thì sau rồi chắc chắn sẽ tự có người biết đến. Nó giống như câu mà các cụ hay nói, hữu xạ tự nhiên hương, nếu có mùi thơm thì tự nó sẽ tỏa hương ngào ngạt. Một chi tiết mà mình để ý trong chuyện đó là khi văn phòng của Roark đóng cửa, Roark phải đi làm công nhân đập đá, anh lại yêu thích công việc này. Vì tại đây, anh cảm thấy mình học hỏi được những tính chất vật lý quan trọng của vật liệu xây dựng. Khi kinh tế khủng hoảng, người ta cần một loại vật liệu rẻ, Roark đã làm được điều đó nhờ những ngày chịu khó đập đá và nghiên cứu trong mỏ. Dường như Roark biết tận dụng tất cả mọi thứ quanh anh để biến nó trở thành vũ khí giúp anh chinh phục mục tiêu của mình. Sau những thất bại không hồi kết thì cuối cùng thành công cũng đến với Roark, khi mọi người hiểu được giá trị những công trình mà anh tạo ra và cả triết lý sống của anh. Qua phiên tòa xử vụ anh gài mìn cho nổ tòa nhà, anh đã đứng hiên ngang như cây phong trước bão táp để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người sáng tạo như anh. Cuối cùng thì anh đã giành được phần thắng trước số đông. Từ việc đám đông phản đối, giờ anh là người dẫn dắt đám đông. Chiến thắng của Roark giống như chiến thắng của cái tôi trước xã hội và của chủ nghĩa cá nhân trước chủ nghĩa tập thể. Và đây cũng là quan điểm chính xuyên suốt của tác giả. Có thể thấy, Ayn Rand rất yêu thích nhân vật Roark của bà khi thể hiện những tính cách rất khó có được của người đàn ông, như độc lập, mạnh mẽ, ý chí và quyết đoán. Điều này cho thấy Ayn Rand chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi triết học hiện sinh của Nietzsche. Nietzsche coi con người là một cái gì đó cần phải mạnh mẽ, cần phải tranh đấu và cần phải vượt qua. Nietzsche từng nói, sự đấu tranh với chính mình là cuộc đấu tranh lớn nhất trong cuộc đời. Peter Keating là bạn cùng lớp ở trường đại học với Howard Roark, nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu cái tôi của Roark cực cao thì Keating là một người muốn lấy lòng tất cả mọi người. Theo cách dùng từ của Ayn Rand, bà gọi Roark bằng cái tên là first-hander, tức là người đầu tiên, người sáng tạo, còn Keating là second-hander, người thứ hai, người thứ sinh. Nếu Roark là người tự xây mọi quan điểm sống, mọi giá trị mà cá nhân anh cho là đúng, thì Keating lại bỏ hết cái suy nghĩ của chính mình, anh học những gì mà xã hội cho là đúng. Anh luôn làm theo những chỉ dẫn của người thành công với mong muốn sau này mình cũng sẽ thành công như họ. Như mình thấy, Ayn Rand có một cái nhìn khá là tiêu cực đối với Keating. Về thái độ của Roark đối với Keating thì anh cũng không ưa thích Keating gì cho lắm, nhưng cũng không quá gọi là ghét bỏ, bởi Roark đã nhiều lần giúp đỡ Keating hoàn thiện những bản vẽ. Có chăng thì Roark chỉ thấy Keating thật tội nghiệp vì không dám theo đuổi đam mê của chính anh. Nhưng có một cái hay ở chỗ, khi mới bắt đầu sự nghiệp, Keating rất thành công và đi lên như diều gặp gió với sự nổi tiếng về thành tích xuất sắc học tập của trường cũng như tính cách biết làm hài lòng mọi người. Có một điều đáng đề cập ở đây, đó là mặc dù ban đầu sự nghiệp của Roark còn đang ngập trong nợ nần, nhưng không hiểu sao Keating có cảm giác rất là kính sợ Roark, có lẽ vì tài năng cũng như sự kiên định của anh. Và cũng bởi vì Keating quá quan tâm về thái độ của người khác nên gần như anh không có một chút lập trường nào của bản thân cả. Khi mà Keating hứa với người yêu của anh là Catherine rằng anh sẽ cưới cô, nhưng sau đó thì Dominic hỏi Keating có muốn lấy cô không thì Keating đã đồng ý luôn. Và một điều nữa là vì quá để ý đến người khác nên Keating đã không tập trung vào trình độ chuyên môn của mình. Mặc dù ở một vị trí cao cho công ty, nhưng trình độ chuyên môn của anh lại không đáp ứng đủ yêu cầu. Như Dominic từng nhận xét về trình độ kiến trúc sư của Keating là chỉ ở hạng 3 thôi, tức là hạng trung bình. Chính vì không có tài năng thực sự cho nên khi gặp phải dự án khó như Cotton Holmes thì Keating đã gần như bó tay. Thậm chí khi Keating mang những bản vẽ tòa nhà do anh tự làm cho Howard Roark đánh giá, khi vừa mở ra Roark đã phải lắc đầu ngao ngán: "Thế này thì hỏng thật rồi Keating ạ." Cái kết của Peter Keating trong chuyện cũng thật là buồn. Khi cuối chuyện anh làm ăn thua lỗ, đã phải bỏ nghề và sống một cuộc đời còn lại với sự day dứt của bản thân. Qua đây có thể thấy là Ayn Rand muốn ám chỉ một cái kết cục không có gì là tốt đẹp với những người sống thứ sinh, những người rũ bỏ cái tôi để sống theo xã hội. Ellsworth Toohey từ nhỏ đã nổi tiếng là một cậu bé học giỏi nhất trường, đặc biệt là các môn xã hội và khả năng hùng biện. Khi lớn lên, Toohey đã theo học ngành văn học nghệ thuật ở trường Harvard. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu viết những bài phê bình nghệ thuật, đặc biệt là kiến trúc. Chính vì tài năng cũng như hiểu biết sâu sắc của mình, chẳng mấy chốc, Ellsworth Toohey đã nổi như cồn trong giới kiến trúc và trở thành một biểu tượng của công chúng. Và cũng chính vì lý do như vậy mà Wynand đã quyết định thuê Toohey về viết báo cho Ngọn Cờ để có thể hút được một lượng độc giả khổng lồ. Thành thực, Ellsworth Toohey là một người rất giỏi. Ngoài khả năng phê bình nghệ thuật, anh còn có thể đọc được suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người. Ngay từ đầu, khi Roark mới xây tòa nhà riêng cho Howler thì Toohey đã nhìn ra ngay tài năng của Roark, nhưng Toohey lại cực kỳ căm ghét Roark bởi Toohey là một người nhiệt tình ủng hộ công chúng, ủng hộ chủ nghĩa tập thể, mà cái tôi siêu cao của Roark lại là kẻ thù của chủ nghĩa này. Cho nên, Toohey đã xếp Roark vào cái tên đầu tiên trong danh sách những kẻ cần phải bị xã hội tiêu diệt. Quan điểm của Toohey là phải tận diệt cá nhân, đặc biệt là linh hồn của anh ta. Toohey từng chứng minh cho thính giả trong một buổi thảo luận về tôn giáo kéo dài đến sáng rằng Thiên Chúa quá nhấn mạnh tầm quan trọng của linh hồn cá nhân, bởi Thiên Chúa chỉ giao giảng duy nhất về một thứ, đó là sự cứu rỗi linh hồn của mỗi người. Hay Toohey từng nói, để đạt được đạo đức tuyệt đối vì lợi ích của đồng loại, con người phải sẵn sàng mắc những tội ác ghê gớm cho tâm hồn anh ta. Hy sinh xương máu không là gì cả, anh ta phải hy sinh cả linh hồn của mình cho xã hội. Nói một cách nôm na ấy là cá nhân phải sống vì xã hội chứ đừng có vì bản thân mình. Dẫu hành động có bẩn thỉu nhưng vì lợi ích của xã hội thì phải làm cho bằng được. Cho nên, hết lần này đến lần khác, Toohey đã lên kế hoạch hại Roark. Lần đầu tiên là ông gợi ý cho ông bạn Stoddard thuê Roark xây ngôi đền, để rồi ông có thể tố cáo Roark tội báng bổ thần thánh. Hay khi Roark cho nổ mìn dự án Cotton Holmes thì Toohey đã viết những bài báo kích động quần chúng đấu tố Roark. Ngoài ra, Toohey quyết định làm việc cho tờ Ngọn Cờ cũng bởi ông biết được triết lý của tờ báo lá cải này theo đuổi, đó là luôn đứng về phía công chúng, chỉ viết những thứ gì mà công chúng yêu thích. Nhưng khi Wynand thay đổi triết lý của tờ báo sang bảo vệ Roark, Toohey đã tạo phe cánh trong công ty để lật đổ Wynand. Ông muốn đưa tờ Ngọn Cờ về lại với triết lý nguyên thủy của nó, giống như kiểu Make Ngọn Cờ Great Again. Nhưng cuối cùng thì tại phiên tòa xét xử, Roark được tuyên bố vô tội. Wynand cho hủy luôn tờ Ngọn Cờ. Toohey lại tiếp tục trên con đường đi tìm một tờ báo khác cũng có triết lý như tờ Ngọn Cờ khi xưa để theo đuổi lý tưởng của ông. Nhưng tác giả cho thấy lúc này ông cũng sắp hết tuổi lao động rồi, có nghĩa là chả mấy mà về với đất mẹ nữa. Sự thất bại của Toohey chính là điều mà Ayn Rand muốn tuyên bố, đó là chủ nghĩa tập thể sẽ không thể chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Nếu ba nhân vật chính kể trên có xuất thân từ dân học thức, thì xuất phát điểm của Gail Wynand lại là ở một khu ổ chuột tại New York. Bố mẹ Wynand mất sớm, cậu phải sống tự lập từ nhỏ. Khi mới 12 tuổi, Wynand đã là thủ lĩnh của một toán giang hồ chuyên trộm cướp. Ngoài trộm tiền và tài sản, cậu còn trộm cả sách ở thư viện và cậu rất thích đọc. Wynand học tất cả mọi thứ mà chẳng qua trường lớp gì cả. Lúc lên 5 tuổi, cậu tự học đọc và viết. Cậu học toán qua mấy ông thợ sửa ống nước, học địa lý từ mấy ông thủy thủ trên tàu, học chính trị ở các quán nhậu, nơi mà các chính trị gia hay lui tới. Năm 21 tuổi, Gail Wynand làm việc trong một tờ soạn báo nhỏ. Đến năm 23 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của các thế lực đảng phái chính trị, ông thu tóm luôn tờ báo này và đổi nó thành tờ Ngọn Cờ New York. Gail Wynand hiến tờ báo của anh, cả phần linh hồn lẫn thể xác cho đám đông, mặc dù rất căm ghét đám đông, cho rằng đám đông là ngu muội, nhưng phong cách của Wynand đó là viết những gì mà công chúng thích nghe, ví dụ như án mạng, đốt nhà, hiếp dâm, tham nhũng. Gail Wynand từng nói về chủ đề viết báo với các nhân viên của ông: sách là ưu tiên số 1, nước mắt là số 2, sau rồi làm cho họ tức tối rồi khóc lóc. Gail Wynand bắt ép nhân viên phải viết theo ý của ông. Ông có một triết lý sống, đó là ông là người tạo ra quyền lực, sau đó sẽ dùng quyền lực ấy để kiểm soát mọi người, kiểm soát xã hội. Nhưng bù lại, về lương bổng, ông chi trả rất cao cho nhân viên, cho nên tờ Ngọn Cờ ngày càng phát triển, trở thành một tập đoàn truyền thông lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Tờ báo sở hữu những cây viết rất giỏi, trong đó có Ellsworth Toohey. Vì đứng về phía công chúng nên khi tòa nhà của Roark được xây lên, Ngọn Cờ đã chửi bới một cách không thương tiếc, và cái bút đóng góp nổi trội nhất, không cần phải nói mọi người cũng biết, đó là Toohey. Nhưng rồi, tờ Ngọn Cờ đã xoay ngòi bút chống lại công chúng để bảo vệ Roark, một điều chẳng thể tin nổi. Câu chuyện bắt đầu khi Wynand muốn xây một tòa nhà giống như pháo đài để nhốt người vợ yêu quý của ông là Dominic. Khi ông xem tất cả các tòa nhà trên đất nước Mỹ thì chỉ có ưng mỗi tòa nhà của Howard Roark thiết kế. Lúc này có một điều gì đó đã khiến ông có thể cảm nhận sâu sắc về cái đẹp mà những tòa nhà mà Roark xây lên. Bởi vậy, ông đã quyết định thuê Roark. Khi Roark xây xong tòa nhà riêng của ông, Wynand muốn Roark xây tiếp một tòa nhà chọc trời lớn nhất thành phố. Nó giống như một tòa lâu đài để thể hiện tầm ảnh hưởng của ông đối với xã hội, và người phù hợp nhất để xây nó không ai khác là Roark. Nhưng không may, Roark lại bị cáo buộc vì tội cho nổ mìn tòa nhà Cortlandt, nên Wynand đã phải cứu Roark ra bằng cách dùng vũ khí lợi hại nhất của ông, đó là tờ Ngọn Cờ. Từ việc viết theo cái công chúng thích, giờ Ngọn Cờ quay sang viết những thứ làm mất lòng công chúng. Điều này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía công chúng, họ đòi tẩy chay, đòi đóng cửa tòa soạn. Những nỗ lực cuối cùng của ông cuối cùng cũng tan thành mây khói. Còn về phiên tòa xét xử Roark, Wynand và hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ rằng Roark sẽ bị bỏ tù, nhưng phép màu đã xảy ra khi Roark tự bào chữa cho mình, anh được trắng án. Wynand đã quyết định dành hết toàn bộ số tiền còn lại của mình để thuê Roark xây ngôi nhà mà ông hằng mơ ước. Ayn Rand đã xây dựng Wynand là một nhân vật có tài năng, nhưng khác với Roark là Wynand chưa biết mục đích cuối cùng của anh là gì, nên Wynand chỉ đi tích lũy tiền bạc và quyền lực để sau này nếu gặp đúng người, đúng thời điểm, anh sẽ thực hiện. Điểm giống nhau giữa Roark và Wynand là hai người đều có cái tôi cực cao, cũng không thích đám đông xã hội, nhưng cái Wynand khác đó là ông muốn kiểm soát mọi thứ bằng tiền bạc và quyền lực, dù có phải sử dụng những mánh khóe xã hội đen bẩn thỉu của mình. Còn Roark, anh chỉ quan tâm đến cá nhân anh thôi, chả muốn kiểm soát ai, xã hội cứ để tự nó thay đổi. Nhưng sau rồi, khi Wynand gặp Roark, suy nghĩ của Wynand đã thay đổi. Mặc dù vẫn còn muốn kiểm soát xã hội, nhưng ông muốn chuyển sang kiểm soát chính bản thân ông hơn. Ông muốn làm những gì bản thân ông thích, làm những gì mà ông thực sự cảm thấy hạnh phúc. Có thể, dụng ý của Ayn Rand khi xây dựng nhân vật Gail Wynand này giống như sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân từ Roark đã nhen nhóm dần trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Suối nguồn chia làm 4 phần, tên mỗi phần cũng là tên của 4 nhân vật chính trong truyện, đó là Howard Roark, Peter Keating, Ellsworth Toohey và Gail Wynand. Mặc dù Dominic không được đặt tên cho các phần, nhưng nhân vật nữ này lại xuất hiện thường xuyên giống như sợi dây kết nối cho mạch truyện. Dominic là một phụ nữ xinh đẹp, có cá tính, con nhà đại gia. Cô là con gái của Guy Francon, chủ một công ty kiến trúc lớn ở New York. Nhưng hai cha con lại chẳng ưa nhau chút nào, vì Dominic cho rằng những công việc của cha cô và cả của Peter Keating đều tầm thường vì nó chả có tính cá nhân và tài năng nào trong đó cả. Guy Francon yêu quý Dominic vì tình máu mủ, nhưng lại không ưa thích vì thái độ coi thường xã hội của con gái mình. Dominic là nhân viên của tờ Ngọn Cờ, nhưng sau bị đuổi việc do tại phiên tòa xử vụ đền Stoddard, cô đã bảo vệ Roark. Điều này đã đi ngược với triết lý của tờ Ngọn Cờ. Tình yêu giữa Dominic và Roark cũng thật lạ. Mình chỉ hiểu đại khái là Dominic thấy Roark là một người tài năng thực sự, người mà cô mong muốn được yêu, nhưng cô biết rằng Roark rồi sẽ bị xã hội tiêu diệt do anh đã đi ngược lại với đám đông. Giống như kiểu từ trước đến nay bạn thấy mọi thứ trong đời đều tồi tệ, đến khi gặp một người hoàn hảo, bạn yêu nó thì biết rằng chẳng mấy chốc nó sẽ bị người ta phá hủy. Nên là Dominic đã rất khổ sở với điều này. Cô nghĩ rằng đằng nào Roark cũng bị xã hội tiêu diệt, thôi thì chi bằng bị chính người mình yêu tiêu diệt còn tốt hơn. Nên Dominic đã quyết tâm làm mọi cách để khiến cho Roark thân bại danh liệt, ví dụ như cắt bỏ hết hợp đồng và tiền thưởng của Roark. Thậm chí cô còn gấp rút lấy Peter Keating để Roark cảm thấy đau khổ khi người yêu đã bỏ đi lấy người khác mà không nói một lời. Nhưng vẫn chưa hết, người có lẽ Dominic nghĩ rằng Roark căm thù nhất đó là Wynand, vì tòa soạn của ông đã viết bài chửi rủa tòa nhà mà Roark xây. Dominic đã bỏ Peter Keating để lấy Wynand với suy nghĩ ngây thơ rằng nếu cô lấy Wynand, Roark sẽ tức hộc máu. Nhưng mà nói thật, mình có quan sát tâm trạng của Roark khi thấy những thay đổi của Dominic. Roark chả có hề hấn gì cả, cứ bình bình, thậm chí cũng chả căm ghét gì Wynand cả. Nhưng cũng chớ trêu thay, khi Roark và Wynand trở thành đôi bạn thân thiết, Dominic ớ người ra, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Rồi sự thay đổi 180 độ về triết lý sống của Wynand hay việc Roark chiến thắng tại phiên tòa đã khiến Dominic thay đổi hoàn toàn suy nghĩ bấy lâu nay của cô, rằng xã hội thực sự không thể giết được người tài năng cá nhân, những người như Roark vẫn có thể chiến thắng trước xã hội. Cuối cùng, Dominic đã quyết định rời bỏ Wynand để về với Roark, về với tình yêu đích thực của cô. Từ ấy thì cha cô, Guy Francon, cũng trở nên yêu con gái mình hơn, và cả cô cũng vậy. Có lẽ Dominic sẽ phải cảm ơn Ayn Rand rất nhiều khi bà đã viết lên một happy ending cho nhân vật này. Suối nguồn là một tác phẩm đồ sộ có tính triết lý, đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt là mục đích sống của con người. Liệu cá nhân có nên sống vì bản thân hay nên sống vì xã hội? Đó là một câu hỏi khó mà không phải ai cũng có một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục. Nhưng phải nói thật là Suối nguồn của Ayn Rand đã đem lại nhiều góc nhìn xoay quanh vấn đề này. Với những gì mình review, hầu hết là quan điểm cá nhân, mặc dù có dài và có spoil nặng, nhưng mình hy vọng nó sẽ mang lại một sự tiếp cận dễ dàng hơn cũng như động lực cho ai chưa từng đọc cuốn sách này. Còn đối với những bạn đã đọc Suối nguồn rồi thì đây có thể coi là một clip giúp chúng ta nhìn lại những tình tiết thú vị cũng như thêm yêu quý cuốn sách này hơn.